Cô giáo cho đề một bài tập làm văn. Em nghĩ gì khi làm giám đốc? Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản, cô giáo hỏi, "Tại sao em không làm bài?" "Thưa cô, em đang chờ thư ký diện tới." <laughs>